Được, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay là đến ngày mà 29 Tết rồi, chỉ còn 2 ngày nữa, chỉ còn một đêm 30 nữa thôi thì là cũng bước vào sang năm mới rồi. Sang năm mới thì cháu Lực cũng xin gửi một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới tất cả các bác, anh chị đang theo dõi trên kênh Bạn Em. Thưa các bác, anh chị, hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng em Sử và gia đình của em gái của cháu Lực nữa để đi vào và gói bánh chưng để mà chuẩn bị một cái Tết năm mới để mà nó có bánh chưng cô bác. Và trước khi đi vào thì cháu Lực xin được nói thêm một chút cô bác ạ. Ở dưới khu nhà của cháu Lực thì hầu như là chưa có nhà nào mà làm bánh chưng vuông, cho nên là sẽ không có làm bánh chưng vuông cô bác, chỉ làm bánh chưng màu tròn này thôi. Còn là bánh chưng vuông thì sẽ là đi đặt ở chỗ khác và đem về nhà cô bác ạ. Đấy, còn hôm nay thì cháu Lực cũng nhận được một cái phần quà của ban Phạm là gửi tới cho gia đình của nhà ba ông cháu là 60 đô. Trong khoảng 60 đô đấy thì cũng mua thịt, mua thà và mua lá, mua gạo về để làm sao mà năm nay sẽ là một năm bước đầu và khởi đầu, và một năm sẽ đáng nhớ cho em Sử luôn, để mà em ấy biết cách là gói bánh chưng như thế nào, để mà sang năm thì em ấy cũng sẽ tự biết là gói bánh chưng cho gia đình của em, cũng như sang năm thì có thể là gói bánh chưng cho cùng với lại ông với lại em Sử. Nhưng mà độ tầm vài năm nữa thôi thì em Sử lập gia đình rồi thì em ấy sẽ lại biết thêm cái phần là gói bánh chưng này. Ở trên nhà của Sử thì hầu như là không ai gói bánh chưng cho Sử nhỉ. Đấy. Ở đây thì mẫu má để mà gói thì cũng hơi gọi là không có được đẹp một chút, thì rất là mong các bác khi mà xem được thì cũng đừng có để lại những cái bình luận mà tiêu cực. Đây, ở đây thì mẹ cháu Lực với lại em gái cháu Lực thì tự làm thôi. Rất là mong các bác sẽ không có để lại những cái bình luận mà tiêu cực hay là chê bai gì cả. Và ngày mai thì là ngày 30 Tết rồi, thì ngày kia thì là sang một năm mới. Thì một năm mới thì cho cháu Lực cũng xin gửi một lời chúc an khang thịnh vượng tới tất cả các bác, anh chị đang theo dõi trên kênh Bạn Em và Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Ở đây thì thật sự ra bánh chưng này cô bác này, cháu Lực thì cũng chỉ biết là buộc thôi, để mà gói thì cũng chưa biết gói mấy. Em Sử thì sẽ để mà mẹ cháu Lực vừa chỉ dạy buộc và vừa chỉ dạy gói này. Bánh chưng màu cái màu xanh thì sẽ gói khó hơn. Ở đây thì hầu như là những cái nguyên liệu và gia vị cũng như là thịt. Ở đây thì cái nếp này cô bác này, cái nếp này thì sẽ chọn bằng là cái nếp nếp nương. Và ở đây thì có một chút là màu đen đấy cô bác. Thì ở trên cái địa phương nỗ lực thì sẽ trộn với lại một cái bột than. Bột than ở này thì nó sẽ nằm ở một cái loại cây, một cái loại cây mà coi như là đến cái mùa Tết thì mình sẽ đi lấy cái cây đấy về để mà mình làm sao mà mình đốt lên cho nó có một than. Thì mình nhuyến ra để mình trộn với lại gạo, trộn với lại gạo để cho nó tạo thành một cái màu đen. Sử thì bây giờ nhìn mẹ anh xong là mẹ anh hướng dẫn cho làm, thì năm sau thì Sử sẽ tự làm nhá. Rồi. Buộc một dây nhá. Bây giờ thì Sử là nhìn là mẹ anh làm nhá. Đấy, chứ không là em không được buộc mái thì sau này em cũng không biết gói như cái kia. Cái chọn bao nhiêu lá đấy nhá. Đấy, Dân thì chỉ dạy em là gói bánh chưng để làm sao mà cho năm sau là em mới tự biết gói. Đấy, năm nay thì một phần thì cũng là được ban Phạm là tài trợ cho nhà em Sử là gói bánh chưng, hỗ trợ em Sử gói bánh chưng. Và một phần thì cũng là cháu Lực cũng mong muốn làm sao mà để cho em Sử biết thêm là về cái ngày mà cái đêm 30 gói bánh chưng, đêm 29 chứ các bác, đêm 30 là luộc bánh chưng rồi. Đêm 30 là không phải là luộc bánh chưng mà là ngày 30 đâu các bác ạ. Đấy, xếp vào cho cái lá dông này thì phải đi mua thêm các bác ạ, cái lá này ấy. Cho vào một ít này. Xong mà cho thêm đậu xanh vào nữa. Đấy, ở đây thì nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản đó các bác. Nguyên liệu chỉ có là thịt lợn đen này. Và thịt lợn đen này thì sẽ trộn là gia vị là đầy đủ hết rồi. Đặc biệt là trong này là có muối thảo quả. Còn là về gạo này thì vừa rồi cháu Lực cũng đã giới thiệu qua rồi. Thì bây giờ cháu Lực sẽ không có giới thiệu nữa. Bây giờ mình cầm vào thì cảm giác cái tay nó rất là đen các bạn ạ.
Đúng rồi. À, bây giờ thì em gái cho Lực đang hướng dẫn em xử để mà tận tình một chút làm sao mà em ấy năm nay mà gói được. Rồi xong rồi. Gấp sang bên kia, gấp sang. Em cầm kiểu này xong rồi em bẻ lên. Đấy. Bẻ xuống này. Xong em lại ấn đầu này lên này. Rồi bẻ đi. Bẻ đầu này xuống. Em xử thì có vẻ như còn khá là lóng ngóng của bác, khá là bơ ngỡ. Thì và năm nay thì em ấy buộc là làm năm đầu tiên mà. Năm nay làm năm đầu tiên đúng không xử? Cảm giác như kiểu là mình như thế nào? Bơ ngỡ à? Như kiểu mình đang không biết làm đúng không? Đấy, bây giờ thì gói được tầm 3-4 cái rồi thì em sẽ biết gói. Còn về bánh chưng vuông của bác, bánh chưng vuông thì sẽ để mua sau của bác ạ. Đấy, sửa làm sao mà em buộc này, tạo thành phê như này. Nhưng mà phải buộc đều một chút á, anh đang buộc không đều phải không? Đấy, năm nay thì cũng là năm đầu tiên của bác. Cũng là năm đầu tiên mà cháu được gói bánh chưng cùng với lại bố mẹ nhà. Hồi nhỏ thì đến tầm giờ này các bác này, đến tầm giờ này thì đã đi ngủ rất là sớm rồi. Đấy, cũng rất là may mắn khi mà cháu được bước vào cái nghề mà làm mặt thiện nguyện như này thì cũng phải nói là học hỏi cho bản thân mình khá là nhiều điều, rất là mới mẻ. Để thịt vào chưa? Để ráo chưa? Đây thì hiện tại là đang không có cái bàn mấy thôi. Ở trên quê thì hầu như là toàn làm như thế cả cô bác ạ. Nếu mà các bác ở dưới xuôi, các bác ở dưới xuôi thì nó sẽ khác hơn cô bác ạ. Tại vì là cháu Lực thì cũng thuộc là cái người dân tộc thiểu số các bác, thì còn rất là nhiều điều còn sẽ không có như kiểu là các bác ở xuôi. Đây làm sao mà cũng đi ra ngoài và phấn đấu học hỏi thêm rất là nhiều thứ để làm sao mà bằng các bác ở dưới xuôi. Bỏ chưa hạt thảo quả vào quá. Cho hạt thảo quả vào trộn nó thơm thơm một chút. Đấy, và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của các bác lại tiếp tục gửi cho em Sử. Thì một tí nữa khi mà gói bánh xong thì cháu Lực sẽ trao cho em Sử sau. Quả là sản quê Simon. Đấy, nhìn Sử nhìn mẹ anh á. Đấy, xong một tí nữa em vừa làm thì em sẽ chỗ nào mà không biết thì em sẽ lại hỏi mẹ anh thêm. Đấy, trông là gói cái bánh chưng tròn tròn này của bác này, gói rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà đến mình nhìn thì nó đơn giản, nhưng mà đến lúc mà mình làm ấy thì thật sự là như kiểu là rất là bơ ngớ của bác. Hôm qua 12 giờ được đi tới. Sử là mai tối về ngâm đến sáng nhé. Xong rồi mai dậy về thì vớt ra cho vào nồi ấy, xong đổ nước vào đấy. Cứ đổ nhiều nước đâm đun tầm 6 tiếng đi. Vâng. Mới chín được đấy. Mai đun tầm 6 tiếng thì độ tầm là nhà Sử dậy rất là sớm đúng không? Dậy nếu mà đun đến tầm 12 giờ trưa. Đấy, tầm 12 giờ trưa nhá. Với tầm 6 giờ mình đun đi. Đấy, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là 3 tiếng, mình đun độ tầm 11 tiếng. Là tầm đến 11 giờ. Đấy, nhưng mà 6 giờ mình mới chuẩn bị thì tầm 7 giờ đến 12 giờ là quá đẹp rồi. Đấy, ở đây thì thưa ba anh chị rằng là em Sử sẽ là gói bánh chưng ở nhà cháu Lực thành
thành phẩm hết rồi thì là cháu Lực sẽ bảo em là sẽ đem về nhà để mà em ấy luộc cái bánh chưng lên. Anh sẽ chỉ em xử là luộc tầm bao nhiêu tiếng để mà về nhà em ấy căn chỉnh đồng hồ để mà luộc. Nhà xử thì cũng có rất là nhiều củi cho nên là không có lo về vấn đề mà sử dụng bếp ga của bác ấy, sẽ không có sử dụng bếp ga. Ở nhà các em với nhà cháu Lực thì hầu như là cũng không có khác gì cả. Đấy, em xử thì có vẻ là tiếp thu rất là nhanh của bác ạ. Cái độ tầm sau là vài phút đồng hồ thì em ấy cũng đã biết là đến cái bước mà khâu mà gấp cuối cùng này rồi. Đấy. Sắp bên gói rồi đấy nhỉ. Thế nhưng mà nhà xử là thế mà làm bánh thì ngày mai mới làm hay là như nào? Làm rồi. Làm rồi à? Vâng. À, thế là làm bánh từ hôm nay rồi à? Vâng. À, thế là hôm nay cũng chuẩn bị hết rồi đúng không? Vâng. À. Ở đây thì khi mà mẹ cháu Lực biết là các em rơi vào cái hoàn cảnh như vậy cô bác này thì mẹ cháu Lực cũng là một người mẹ cho nên là rất là hiểu về rất là hiểu về các em, nên là mong sao là khi mà các em cũng thường xuyên là xuống nhà cháu Lực để mà thí dụ như là xuống chơi cùng bố mẹ cháu Lực hay là xuống có việc gì đấy. Đây, còn là cái gạo nếp này của bác này, gạo nếp này thì sẽ là nguyên hoàn toàn là bằng cái nếp nương của bác này, thì khi mà mình làm bánh chưng thì nó rất là thơm. Gạo nếp này thì được trộn với lại một chút cái bột than mà vừa rồi cháu Lực chỉ ra của bác này, có một cái loại cay mà mình dùng để chuyên ra để làm bột để tạo màu. Bánh chưng này thì một gói lên thì sẽ nó không có màu ra màu trắng trắng nữa đâu, nó sẽ ra màu đen. Đấy, nhưng mà cái cay này của bác nhá, cay này thì cái bột than của nó là cũng là một cái vị thuốc luôn đấy, chứ không phải là mình làm vừa là để tạo màu cho nó đâu, mà nó còn vừa là một cái vị thuốc nữa. Đấy, vừa rồi thì em rể cháu Lực nói là nó sẽ có công dụng là hạ nhiệt, coi như là giúp cho mát gan cô bác ạ. Năm nay sẽ là một năm mà phải nói là đáng nhớ đấy Sử nhỉ. Vâng. Hôm nay thì cô bác ạ, em Hải thì không có xuống được cô bác ạ. Em Hải thì là ở nhà với ông là cũng làm bánh, nhưng mà là làm bánh bánh khác ấy, thành ra là chỉ có mỗi em Sử là xuống được ở nhà cháu Lực thôi. Thời tiết thì rơi vào hôm nay là ngày đêm, hôm nay là đêm 29 cô bác, thì thời tiết nó lại tiếp tục là se se lạnh hơn một chút rồi. Vậy sau một cái thời gian thì thành quả thì cũng gói được độ tầm hơn chục cái rồi cô bác ạ. Ở đây thì ở bên kia đằng sau em gái cháu Lực còn thêm cô bác nhé, còn nguyên một sọt luôn. Có thể là gói nguyên gói cái bánh này là bây giờ hiện tại là gói cho em Sử là nhiều nhất. Gói cho em Sử là nhiều nhất thì sẽ là gói nhiều hơn. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói rồi là ban Phạm gửi cho em Sử là 600 đô. Đấy, 60 đô cô bác chứ không phải 600 đô. 60 đô thì tương đương với là được 1 triệu 400 là 40.000. Thì cái số tiền đấy làm sao mà cháu Lực để cho em Sử là được trải nghiệm và gói bánh chưng. Bây giờ thì sẽ hỏi Sử là một chút
về cái khâu gói bánh chưng thì sẽ có phức tạp hay là như nào không? Thế xử thì gói bánh chưng này có phức tạp không? Có à? Thế thì bây giờ thì cảm thấy là khi mà mình gói được tầm 4 cái thì cảm giác là mình đã lên tay nghề chưa? Có rồi à? Đấy. Rồi. Đấy, cho từng công đoạn một đấy cô bác. Nào, chưa cho thịt vào. Đấy, phải cho thịt đã. Đấy, gấp vào sâu một chút. Đây phải gấp vào sâu hẳn. Được không? Cái này cũng tao lắng à. Cái này không, cái này là bẻ ngừa sau xử đấy, cái này bẻ ngừa sau đấy. Em gấp chỗ này sâu đấy, sau này. Gấp sâu thì bẻ ngừa xuống. Để cho nó tạo viền. Đúng rồi. Đấy, bẻ sâu xuống. Rồi. Mình gấp sâu vào thì nó sẽ không bị rơi gạo ra. Rơi gạo. Đây là cũng có nguyên lý hết đấy. Đấy, năm nay làm thì năm sau sẽ tự biết làm không? Có. Thế là năm sau là tự làm nhá. Vâng. Nhà mình thì trồng được là gạo nếp đúng không? Vâng. Cái gạo nếp đấy ra mà làm thôi. Đấy thì năm sau đấy mà cô bác ạ, sử không có thích cái màu đen này cô bác này. Thì cái cây này thì thật sự ra này cũng rất là khó tìm cô bác ạ. Phải đi tận trên rừng già. Và ở đây không chỉ là rừng già là có luôn đâu. Mà nó, cây này nó sẽ nằm ở những cái vách đá cao này. Vách đá cao như kiểu nó dạng là như kiểu tổ ong khoái đấy. Thì khi mà người ta đi khai thác về thì người ta cũng bán rất là đắt. Một cái thời gian thì bây giờ gói bánh chưng thì cũng đã gần xong rồi các bác. Đấy, và hôm nay thì Trấn Lực cũng nói là cùng em Sử là thức khá là muộn đấy nhỉ Sử nhỉ. Vâng. Nếu mà tầm này ở nhà thì Sử ngủ chưa? Ngủ rồi ạ. Ngủ rồi à? Vâng. Đấy, tầm này ở nhà thì là bố mẹ Trấn Lực thì cũng ngủ hết rồi các bác. Nào bây giờ thì Sử gửi một lời chào và tới tất cả các bác nhé. Vâng. Chào Sử. Xin kính chào quý bà cô chú anh chị ạ. Đấy rồi thì bây giờ Sử sẽ nói là cháu Sử chúc các ông bà năm mới thật nhiều sức khỏe nhá. Cháu Sử chúc các ông bà năm mới thật nhiều sức khỏe đã. Rồi. Đấy vừa rồi thì em rể của cháu Đức thì đã về rồi các bác ạ. Bây giờ thì có mỗi em gái ở lại thôi. Đấy bây giờ thì Dân gửi một lời chào tới các ông các bà nhá. Cháu Dân xin kính chào quý ông bà. Đấy rồi. Đấy bây giờ thì hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái khoản của một bác giấu tên là gửi tới cho em Sử. Ở đây thì khoản này thì cháu Lực nhận được là của anh chị Quyền Uyển là gửi chuyển cho cháu Lực là 2 triệu đồng. 1 triệu thì là cho em Quân, còn 1 triệu thì là để cho em Sử với lại em Hải. Đấy thì hôm nay em Hải là không có xuống được. Thì Sử gói cái bánh chưng đấy xong thì Sử sẽ nhận cái phần quà này nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì một chậu thì cũng đã gần hết rồi các bác ạ. Một chậu này thì gói được cũng khá là nhiều phết các bác. Độ tầm là hơn 50 cái rồi.
Vậy hôm nay thì có anh chị Quyền Hiền có gửi cho Lực thêm là một cái phần quà là của một bác giấu tên, có gửi cho em một bác giấu tên là ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho em Sử với em Hải là 1 triệu đồng và gửi cho em Quân Hiếu là 1 triệu đồng và gửi cho cháu Lực là 250.000 các bác ạ. Đấy, còn về em Quân với lại em Hiếu thì khi nào mà cháu Lực lên trên nhà các em thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này tới cho các em sau các bác ạ. Đây, một rổ đậu xanh thì bây giờ cũng đã gần hết luôn rồi các bác ạ. Đây, hôm nay thì có rất là nhiều điều còn chưa biết thì rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho cháu Lực cũng như là gia đình và em gái của cháu Lực các bác. Đấy, hôm nay là phần quà của một bác giấu tên là quận 3 thành phố Hồ Chí Minh Sử nhá. Đây là gửi cho em 1 triệu nhá. Đây là bỏ cái đấy xuống đi. Đấy, đưa cho mẹ anh. Đấy, đưa cho mẹ anh để mẹ anh buộc lại. Đấy, cái này là 500.000 nhá. Đấy, rồi đây là thêm 500.000 nữa nhá. Đấy. Đây là phần quà của một bác giấu tên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Là gửi coi như là lì xì em với lại em Hải Tết nhá. Con cảm ơn bà là được rồi. Con cảm ơn bà. Chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe đấy. Nói lại, con cảm ơn bà, chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn bà, chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe đã. Đấy. Rồi hôm nọ thì cháu Lực có nhận được lì xì của cô bé, của bà bé. Bà bé có gửi cho cháu Lực là nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được hình thức phim trước thì cũng đã biết rằng là cháu Lực đã trao cho các em hết rồi. Đấy, còn đây là những cái phần lì xì còn lại cô bác ấy. Hôm nay thì cháu Lực đem xuống và sẽ gửi cho là bố mẹ của cháu Lực luôn. Còn cháu Lực có ghi tên ở ngoài. Đây là cái phần lì xì của bố mẹ cháu Lực là mỗi người là sẽ là 250.000. Này mẹ eo hở bữa bữa. Đấy, một tí nữa thì mẹ sẽ cho bố với lại mẹ nhá. Ở đây là có một bà là bà bé ở bên nước ngoài lì xì cho bố với mẹ nhá. Vâng. Đấy, còn đây là lì xì của đây của em với lại em rể nhá. Đấy, đây là phần quà là của bà bé là gửi nhá. Vâng. Rồi bây giờ thì em gửi bà. Em gửi một lời chúc năm mới tới bà nhá. Cháu cảm ơn bà, cháu chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Đấy, rồi. Và thêm là một cái phần quà nữa là của bà nội cháu Lực cô bác. Phần quà của bà nội cháu Lực là 500.000 thì cháu Lực sẽ gửi cho mẹ thì là ngày mai mẹ sẽ là đưa cho bà nhá. Vâng. Thế đây là của bà mẹ nhá. Vâng. Bà bé gửi cho nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì sắp hết rồi đúng không? Đấy, bây giờ thì cung gói là gần hết rồi cô bác ạ. Đấy, có lẽ là cái thước phim này cháu Lực sẽ ghi hình khá là dài cô bác. Tại vì là bây giờ là mang về thì ngày mai còn là để ngâm. Ngày mai thì sẽ Lực sẽ lên trên nhà của em Sử xem là các em ấy ngâm như thế nào và cách nó bánh như thế nào, cháu Lực sẽ dặn dò kỹ hơn. Đấy, thì có lẽ là hôm nay thì cháu Lực sẽ ghi hình tới đây thôi cô bác nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.